Sóng ơi. Chú Hạnh à. Anh Biển đi đâu mà có mình anh thế này? Đấy, đợi anh chút. Cái thằng Biển á, chả biết nó làm cái gì mà từ tối đến giờ không thấy mặt mũi với đâu. Mà lạ lắm nhá chú Hạnh nhá. Người yêu thì không có, bạn gái cũng không. Thế mà cứ đến tối mịt là hay đi chơi lắm. Hay đi chơi mới có người yêu cho anh. Anh nói thật với chú nhá. Cái cứ thằng Biển nhà anh ấy, có hay đi chơi, có đi chơi cả ngày, cả tháng, cả năm cũng không có người yêu đâu. Vô duyên bó dừ. Anh cứ nói thế, nhìn anh Biển thế thôi. Chứ nhìn cũng trông duyên mà hài hước lắm. Biết đâu lại khối em theo chứ. Ui giời. Gà cùng một mẹ là chớ hoài đá nhau. Mà hai anh em biết tin gì chưa? Tin gì? Tin gì ạ? Chiều này nhá, ở trên biển người chúng bắn súng cứ pang này. Y hệt như là ở phim ở Hollywood ấy. Hay thế mà mày không gọi anh đi. Mà này, dạ. Sáng thì mày đi hai chân lành lặn, bây giờ về lại có ba chân là thế nào? Cho gì của chú đấy hả? Thì khổ quá, cái lúc mà lên thuyền chúng nó chen lấn xô đẩy, thế là em bị vấp bong gân. Có ai bị thương vong gì không anh? Không bị thương gì. Thế nên anh cũng chỉ nghe nói bập bõm là cái nhà thằng Tân ấy, là có cái tiếng súng nổ. Thì mọi người lại xem, nghe nói là cảnh sát biển là vây bắt cái đối tượng gì mà nguy hiểm ấy. Ừ đấy. Vây bắt đấy, thế có nổ súng không? Có. À này, nghe nói là cảnh sát biển là vây bắt cái đối tượng nguy hiểm. Thế nhưng mà cảnh sát biển lại được nổ súng hả chú Hạnh? Đúng rồi, chú Hạnh. Khi thi hành nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, sẽ có những trường hợp cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát biển Việt Nam được quyền nổ súng. Thì tóm lại là những cái trường hợp nào là chú nói nhanh đến cứ vòng vo. Khoản 2 điều 14 luật cảnh sát biển Việt Nam quy định, ngoài các trường hợp nổ súng quân dụng theo quy định của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, khi thi hành nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam được nổ súng vào tàu thuyền trên biển, trừ tàu thuyền của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, tàu thuyền có chở người hoặc có con tin, để dừng tàu thuyền thuộc một trong các trường hợp. Tóm lại là trong những cái trường hợp nào? Trường hợp thứ nhất là đối tượng điều khiển tàu thuyền đó tấn công hoặc đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác. Thôi thì chú giải thích nhanh lên chứ. Thứ hai là khi biết về tàu thuyền do đối tượng phạm tội điều khiển cố tình chạy trốn. Thứ ba là khi biết rõ tàu thuyền chở đối tượng phạm tội hoặc chở vũ khí, vật liệu nổ trái phép, tài liệu phản động, bí mật nhà nước, ma túy, bảo vật quốc gia, cố tình chạy trốn. Và cuối cùng là khi tàu thuyền có đối tượng đã thực hiện hành vi cướp biển, cướp có vũ trang theo quy định của điều ước quốc tế mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của pháp luật về hình sự cố tình chạy trốn. Thế hóa ra thế à? Thế chuẩn định thế này? Thế định đi đâu à? Vâng, bây giờ các anh chơi đi, em phải chạy sang nhà cái Hương cái. Cái Hương mà thương chú gì? Thằng này được cái là cứ thấy ăn là không tìm đến, mà thấy đòn là tìm đi. Cứ ăn là lẩn như chạch thế. Anh... Rồi, thế này cầm lại. Khổ quá. Sao đây? Mất công giả vờ suốt từ sáng giờ, chân chả làm sao mà không có đứa nào hỏi thăm cả. Giả vờ để xem kiếm cái tình thương của một bé nào đấy thôi. Sáng nay gặp cái bé anh ấy, nó bảo là chân anh ấy bị tàn tật à. Chả nhẽ lại chửi cho nó chặn. Nhưng mà nó xinh nên đâm là thôi. Đấy, chú xem, lanh lặn chả ăn ai, giờ lại còn đi giả tàn giả tật để người ta thương. Mày cứ tán gái như thế, còn lâu mà có người yêu nhá. Ui em chả cần. Mà hôm nay đi hóng hớt mệt rồi, em ăn mì tôm, còn anh ăn gì tự nấu. Rồi đây, gửi lại anh nhá. Anh xin. Em đi xuống vào nấu cho anh đi. Rồi. Em đi nhá. Thế đi, nhá. Đi đi. Có chúng tôi cảnh sát biển Việt Nam đang ngày đêm đứng trên đầu ngọn sóng, vì hòa bình nối vòng tay mẹ bạn, giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Vinh quang cảnh sát biển Việt Nam.